Nào bao nhiêu rồi? Mày gọi thằng kia vào được hơn rồi. Cây của mày và ngón chân nó mua 400 mà. Vợ lại sao lấy chồng? Hả? 11, 12 lấy. Ôi, lấy thằng này còn ngoan đấy. Không biết lấy ở đâu. Trung Quốc. À ừ đúng rồi. Chuyên đấy. Tiền lương 100 đấy. Nốt của mày tỏ. Lương thằng đấy cao lắm. Có ở bên Việt à? Ừ. Làm cho bên này lương hơn 100 tháng mà. Mình còn giết ra để đổ thôi. Để nó tránh khoái vào. Thì nó đứng đây tí ở mũi nó thọc à, vào mũi cái kẻ bùn thì mình phải băng cho hai dòng đứng lên nó thổi cho. Cái này của mày Tết lại vẫn còn ngon. Cứ muốn lửa mũi đâu. Thì nó đang ra loạt mới đây. Đứt hết loạt mới. Bây giờ mày lên mày vặt được hết lá đi càng nhiều hoa. Không mẹ đâu. Tết đỏ rực. Đỏ lử đó, mỗi người nó thấy đẹp nó cho 50. Vặt tàn giáo đi đi. Là ta lên ta bấm một cảnh để ta dâng cho ông Ngọc. Chết đi, chết luôn. Tao ơi, bấm một cảnh. Bấm một ngày gọi khúc giữa lấy một khúc giữa rồi. Mày ấy, mày lên tao bấm một cảnh. Bây giờ sáng bây giờ sáng ra lại đây. Còn muốn ăn củ lắng. Tao xin một đoạn này nhớ tao. Hả?